Hội nghị tiếp xúc giữa các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 7 với cử tri các phường Mỹ Xuân, Tân Phước, Phước Hòa, Phú Mỹ thuộc thị xã Phú Mỹ để vận động bầu cử đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức. Công tác phòng chống dịch COVID-19 cho người tham gia hội nghị được triển khai chặt chẽ. Các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu tham dự và cử tri đều đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn, giãn cách. Trước cử tri 4 phường của thị xã Phú Mỹ, 8 ứng cử viên Hội đồng Nhân dân tỉnh đã lần lượt trình bày chương trình hành động của mình nếu trúng cử, với cam kết tận tâm, tận lực, làm tròn chức trách đại biểu dân cử. Cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng ứng cử viên là những người đủ đức, đủ tài, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi mong rằng là các ứng cử viên nếu trúng cử vào đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ này 2021-2026 thì các ứng cử viên làm sao? Thì tức là phát huy được cái chức trách nhiệm vụ của mình theo từng cái vị trí được phân công và làm sao giải quyết được những cái vấn đề cấp thiết của nhân dân, những cái bức xúc và cái nguyện vọng chính đáng của người dân người ta đề nghị. Tiếp xúc với các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, cử tri cũng phản ánh nhiều vấn đề và đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử cần kịp thời nắm bắt, tìm giải pháp xử lý như đầu tư xây dựng trường học, sửa chữa đường giao thông đã xuống cấp, thúc đẩy đầu tư đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để giải tỏa ùn tắc trên quốc lộ 51. Mong rằng Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ tới sẽ quan tâm xây cho cái khu vực tái định cư 44 ha một cái trường học cấp 1 để tạo điều kiện cho các cháu học hành. Thứ hai nữa là xem lại những cái đoạn đường mà ở trong nội ô của thị xã nói chung và riêng khu phố Tân Phú nói riêng thì có những đoạn đường là đường cấp phối từ năm 72 tới giờ nhưng mà hiện nay cũng chưa được nâng cấp và sửa chữa, thì cái này cũng cần xin kiến nghị tỉnh rồi hỗ trợ cho thị xã để nâng cấp các đoạn đường đó để cho bà con đi lại được thuận lợi. Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cảm ơn sự tin tưởng, kỳ vọng của các cử tri. Ông Nguyễn Văn Thọ cũng nhấn mạnh quan điểm của tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục, chăm lo an sinh xã hội. Tỉnh cũng nỗ lực hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối giữa tỉnh với các địa phương khác nhằm phát triển giao thương, nhất là phát huy tối đa hiệu quả cho cụm cảng Cái Mép, Thị Chải. Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 8 cũng vừa tiếp xúc cử tri các xã Tân Hòa, Tân Hải, Châu Pha, Sông Xoài, Tóc Tiên, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ và các xã Nghĩa Thành, Suối Nghệ, Bình Ba, huyện Châu Đức để vận động bầu cử. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến giữa điểm cầu chính tại Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ kết nối với 4 điểm cầu các xã phường. Cử tri thị xã Phú Mỹ và 3 xã thuộc huyện Châu Đức đã nghe tiểu sử và chương trình hành động của 8 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đánh giá cao năng lực, chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ thực hiện đúng lời hứa trước cử tri. Đồng thời kỳ vọng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 quan tâm hơn đến các vấn đề như hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao chất lượng đời sống người dân nông thôn, giải quyết tốt các vấn đề về môi trường trong khu công nghiệp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đào tạo lao động chất lượng cao phục vụ cho các khu công nghiệp, đầu tư đường giao thông liên xã, liên huyện, có chủ trương giải pháp chấm dứt triệt để tình trạng giáo viên tổ chức dạy thêm, nhất là ở bậc tiểu học,